Thưa quý vị và các đồng chí, lợi dụng Đảng ta ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết ca ngợi tán dương kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là con đường giải thoát cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay và lan truyền những tin đồn rằng chấp nhận kinh tế tư nhân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, chuyển hướng sang con đường tư bản chủ nghĩa. Thực chất của những luận điệu này là như thế nào? Với sự phân tích, bình luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một phóng sự sau. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã thảo luận và thông qua nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp đó, ngày 3 tháng 6 năm 2017, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết là một bước tiến mới nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và toàn bộ nền kinh tế, đồng thời thể hiện đường lối quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về kinh tế tư nhân. Thế nhưng ngay sau đó, trên không gian mạng đã xuất hiện những bài viết ca ngợi tán dương kinh tế tư nhân và xuyên tạc đường lối quan điểm của Đảng. Thực chất là họ muốn phủ nhận cái quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và phủ nhận cái vai trò các thành phần kinh tế khác trong các cái thành phần kinh tế còn tồn tại thời thiếu độ ở nước ta hiện nay. Ví dụ như phủ nhận vai trò kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể giữ vai trò nền tảng. Mà Đảng khẳng định rất rõ là kinh tế nhân là một động lực quan trọng cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể hợp thành nền tảng để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Đảng ta đã nhận định đúng đắn rằng kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại, có thể tồn tại và thích ứng với nhiều hình thái xã hội khác nhau. Kinh tế thị trường phát triển với trình độ cao dưới chủ nghĩa tư bản, song không đồng nhất với chủ nghĩa tư bản và cũng không đối lập với chủ nghĩa xã hội. Một quốc gia không có nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại chắc chắn sẽ không thể phát triển trong dài hạn. Tự thân kinh tế thị trường không mang lại chủ nghĩa xã hội, nhưng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, dứt khoát phải phát triển kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là cái quá trình vận động của lĩnh vực kinh tế, nó không liên quan gì đến vấn đề giai cấp cả. Bắt đầu từ cái kinh tế tức là tìm kiếm lầm lạc, sau đó kinh tế phát triển lên, thị trường là một vấn đề nhu cầu tất yếu của phát triển kinh tế. Chủ nghĩa tư bản lợi dụng cái kinh tế thị trường để phát triển kinh tế, các kinh tế tư bản chủ nghĩa. Và chúng ta tiếp cận cái nền kinh tế thị trường đó trong điều kiện để chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thì kinh tế thị trường của chúng ta là một kinh tế để tạo điều động lực, tạo điều kiện để chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Phát triển kinh tế thị trường và phát triển kinh tế nhân nó có sự một gắn bó chặt chẽ với nhau. Và vì kinh tế thị trường là tự do cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế, chính vậy kinh tế tư nhân nó trong các cái thành phần kinh tế ở Việt Nam nó sẽ tạo điều kiện cho kinh tế thị trường phát triển, và trong kinh tế thị trường lại tác động trở lại làm cho kinh tế nhân nó phát triển ở một trình độ cao hơn. Tuy nhiên thì Đảng và Nhà nước cần phải quản lý chặt chẽ thành phần kinh tế này. Kinh tế tư nhân là chủ thể quan trọng nhất trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Mặc dù quy mô của khu vực tư nhân có thể khác nhau trong các mô hình kinh tế thị trường đa dạng, song có một điều chắc chắn rằng nếu không có khu vực kinh tế tư nhân thì sẽ không có nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa của nó. Dù không hoàn hảo, song kinh tế thị trường vẫn chứng tỏ là một cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo và phát triển được coi là tốt nhất hiện nay. Chính hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân giúp vận hành cơ chế đó. Tự thân khu vực kinh tế tư nhân không giúp khắc phục những khuyết điểm của thị trường. Tuy nhiên, nếu không phát triển kinh tế tư nhân, sẽ không thể phát huy hết thế mạnh của kinh tế thị trường, không thể khai thác hết nguồn lực phát triển to lớn của xã hội. Quan điểm cho rằng phát triển kinh tế tư nhân là chệch hướng sang tư bản chủ nghĩa, đây là một trong những quan điểm hoàn toàn sai lầm, bởi vì bản thân kinh tế tư nhân tự nó cũng không thể phát triển lên tư bản chủ nghĩa được. Và Đảng ta trong khi khẳng định cái vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân thì Đảng ta cũng xác định đó là kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, nó là một trong những cái động lực chính của nền kinh tế. Và các nền kinh tế này thì nó giúp cho Đảng điều tiết toàn bộ nền kinh tế từ chính sách vĩ mô, kinh tế vi mô để đảm bảo cho quá trình phát triển kinh tế thị trường của nước ta, nó đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa. Không phải đến bây giờ mà ngay từ những năm đầu khởi xướng công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức rõ vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân. Trải qua các kỳ đại hội và hội nghị trung ương,
Đảng ta đã hình thành nên quan Nam đã nhận thức rõ vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân. Trải qua các kỳ đại hội và hội nghị trung ương, Đảng ta đã hình thành nên quan điểm và đường lối phát triển kinh tế tư nhân phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Quan niệm kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, cho thấy bước đột phá về nhận thức của Đảng ta so với giai đoạn trước, khi chúng ta chỉ coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Khi ban hành nghị quyết số 10, Đảng ta coi trọng vai trò của kinh tế tư nhân là động lực quan trọng và còn xác định rõ ràng nó là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước nay chúng ta coi kinh tế tư nhân là một phần của kinh tế đất nước, nhưng chưa xác định được nó là một phần hết sức quan trọng, đồng thời nó là động lực của phát triển đất nước. Do đó cho nên nghị quyết Trung Nam lần này nói đến động lực, kinh tế tư nhân là động lực. Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao nội lực của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thưa quý vị và các đồng chí, như vậy có thể thấy những luận điệu xuyên tạc đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân thực chất là những tin đồn sai trái với dụng ý xấu, hòng gây nên nhận thức lệch lạc đối với kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước nói riêng và nền kinh tế của Việt Nam nói chung, nhất là đối với sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Đảng Cộng sản. Chúng ta đều biết, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết là một bước tiến mới nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và toàn bộ nền kinh tế, đồng thời thể hiện đường lối quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về kinh tế tư nhân. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2016, khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng 500.000 doanh nghiệp, chiếm gần 90% số doanh nghiệp của cả nước. Trong giai đoạn 2006-2015, so với khu vực kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 40% GDP cả nước, 30% giá trị tổng sản lượng công nghiệp, gần 80% tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ, 64% tổng lượng hàng hóa và 100% giá trị sản lượng hàng hóa vận chuyển. Trong thời gian tới, khu vực kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục đóng góp khoảng 30% ngân sách và khoảng 40% GDP của cả nước. Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân thu hút khoảng 51% lực lượng lao động cả nước và tạo khoảng 1,2 triệu việc làm cho người lao động mỗi năm, góp phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt tạo việc làm mới cho những đối tượng bị giảm biên chế hoặc mất việc làm do quá trình tinh giản bộ máy hành chính, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hay dịch chuyển lao động từ khu vực nông thôn. Tổng GDP hàng năm thì riêng kinh tế tư nhân đảng chiếm 40%, còn nửa 60% là kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể và kinh tế nước ngoài. Thì mới thấy rằng là cái nhận thức này là nhận thức trở lại của Đảng ta, nhận định đúng về vai trò của kinh tế tư nhân. Mục đích ra nghị quyết 10 về kinh tế phát triển tư nhân là nhận thức một cách đúng đắn theo đúng quy luật để tạo điều kiện cho chủ nghĩa xã hội càng ngày càng phát triển một cách cân đối hơn, vững vàng hơn. Thì trước kia chúng ta coi trọng chỉ một coi trọng kinh tế hợp tác và kinh tế quốc doanh, cho nên cái mảng kinh tế tư nhân nó yếu đi, cho nên không tạo ra một cái động lực của ba chân để mà tạo cái động lực trong cái cơ chế thị trường để phát triển chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp tư nhân là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thậm chí tỷ trọng của các doanh nghiệp siêu nhỏ đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Nhiều doanh nghiệp tư nhân còn kinh doanh theo hình thức ngắn hạn, chưa có tầm nhìn chiến lược kinh doanh dài hạn. Đội ngũ doanh nhân của khu vực tư nhân chưa thực sự lớn mạnh, còn thiếu kinh nghiệm trên thương trường quốc tế và chưa được đào tạo chuyên sâu về quản lý kinh doanh. Năng lực công nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân trên thực tế là rất nhỏ và yếu, mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ phát triển. Phần lớn sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp tư nhân là gia công lắp ráp, chủ yếu sử dụng máy móc, thiết bị và nguyên liệu nhập khẩu. Do đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển cũng chính là tạo điều kiện để giải phóng các nguồn lực phát triển trong xã hội, để nền kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân định hướng xã hội chủ nghĩa phát huy tối đa các tiềm năng to lớn của nó. Để tư duy phát triển nên coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng
thì đó là quá trình nhận thức một cách đầy đủ về cái vai trò, cái đóng góp của kinh tế tư nhân, đặc biệt là trong vấn đề giải quyết việc làm, vấn đề phát triển về khoa học công nghệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những thay đổi về tư duy và nhận thức của Đảng ta đã tạo điều kiện giúp khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta từng bước phát triển cả về lượng và chất. Từ chỗ chủ yếu chỉ có các hộ kinh doanh cá thể, nước ta đã có những tập đoàn kinh tế lớn. Từ chỗ chủ yếu hoạt động trong khu vực phi chính thức, kinh tế tư nhân đã chuyển đổi mạnh mẽ sang hoạt động trong khu vực chính thức của nền kinh tế. Phạm vi kinh doanh đã rộng khắp ở những ngành mà pháp luật không cấm. Đặc biệt, trong những năm qua, một làn sóng khởi nghiệp đã và đang diễn ra, đem lại một sức sống mới cho nền kinh tế. Có thể thấy, khu vực kinh tế tư nhân đang đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước. Chúng ta phát triển kinh tế tư nhân là để đề cao cái việc đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường. Đấy. Nhưng đồng thời quá trình đó là quá trình phát triển để dần dần từng bước củng cố sắp xếp lại kinh tế nhà nước, làm cho kinh tế nhà nước ngày càng chiếm vị trí hết sức quan trọng, vươn lên là nòng cốt của nền kinh tế đất nước. Đảng ta xác định phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà không lúc nào ở nơi nào mà Đảng ta từ bỏ nguyên tắc định hướng xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế tư nhân. Trái lại thì Đảng ta luôn có những giải pháp để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa, cùng với phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp để định hướng phát triển kinh tế tư nhân thực hiện các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, chứ không hề từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế tư nhân. Trong hệ thống các giải pháp về phát triển kinh tế tư nhân của nghị quyết số 10 đi liền với các giải pháp thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ kinh tế tư nhân, thì những giải pháp khác đều là những giải pháp phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân, để đảm bảo cho kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng và là một bộ phận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị và các đồng chí, như vậy, dù nhận thức đúng đắn và khẳng định rõ vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với nền kinh tế quốc dân, nhưng không ở đâu, không ở chỗ nào trong đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ nguyên tắc định hướng xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế tư nhân. Trái lại, Đảng ta luôn thể hiện rõ những đường hướng lãnh đạo thông thoáng nhất, quản lý nhà nước luôn cởi mở nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển nhằm thực hiện các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Sự đặt với dụng ý xấu về nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 của Đảng sẽ thất bại trước nhận thức đúng đắn, khoa học và ý chí quyết tâm kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.